Vui thanh tịnh. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Xin cảm ơn Phương Dược Quỳnh cho biết hôm nay học đến cái đề tài phân biệt bốn nguyên tố. Bây giờ chúng ta sẽ lễ Phật rồi bắt đầu bài học. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhivadimi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh biến tri, kính lễ giáo pháp được giáo thuyết bởi Đức Thế Tôn, kính lễ chúng tinh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh. Kính thưa quý vị, trong một đề mục đưa đến cận định, cái đề mục thứ 10 được gọi là chết tu tha tu vô bát thà na, tức là phân biệt bốn nguyên tố. Người ta nghĩ rằng tại sao đối đến thiền định mà lại có những cái điểm như thế này? Thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng là bất cứ những cái pháp nào tu tập giúp cho rèn luyện nội tâm, đưa đến đạo quả hay là đạt đến thiền định, hoặc tối thiểu cũng là đạt được cận định hay là sát na định với cái tâm thiện, thì cái điều đó cũng tốt. Những người chịu khó chịu cực, không có chê những cái công việc nhỏ nhặt, kiếm từng đồng, những người đã kiên trì như vậy thì họ vẫn có cái sự thu nhập, và biết đâu nhờ cái tâm kiên trì như vậy, nếu mà họ gặp thời thì họ sẽ thành tựu được cái lợi lộc lớn, sau đó cái nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của họ căn bản. Có những người họ chê
là những cái công việc nhỏ nhặt mà cái trình độ của họ thì không đủ để làm những cái công việc lớn. Và do đó một thời gian sau họ chỉ thất nghiệp và không thể kiếm sống được. Cũng như thế nào thì ở đây cái việc tu tập đến tâm vậy, chúng ta chưa có đủ sức, chưa có đủ trình độ để chúng ta tu tập đắc được thiền định thần thông hay là đạo quả. Và trong khi đó thì đối với những cái đề mục tu tập thông thường đơn giản cũng có thể nhiếp phục được những cái tánh xấu, những cái tật hư và đem lại những cái sự an lạc hiện tại lạc trú mà họ chê. Những người như vậy thì họ không thể nào mà tu tập tiến bộ được. Cho nên ở đây là một người Phật tử tu tập thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà mình chưa có đủ trình độ khả năng để tu tập thiền chỉ hay thiền quán đạt đến định và giải thoát thì mình cứ làm những cái việc thiện nào trên phương diện phước vật, phước mà phát sanh lên vật chất trong tương lai thì phước bố thí đó chúng ta vẫn làm dù cho ít, chúng ta không có làm thí chủ đại lễ được. Những kẻ ăn xin À, thưa con, chúng con hết nghe âm thanh của ngài, con cũng thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin cảm ơn quý vị. Do đó những cái đề mục như thế này là những đề mục có lợi ích, chúng ta hãy tu tập
dễ hiểu, dễ thực hành. Rồi dần dần khi mà chúng ta đã quen với cái cách suy tư trong pháp, an trú trong pháp, chúng ta sẽ tiến hành đến các cái đề mục thiền định hay là các đề mục thiền quán, thiền chỉ, thiền quán, để chúng ta đạt đến cái quả vị cao hơn. Hôm nay thì chúng ta học cái đề mục thứ 10 là phân biệt bốn nguyên tố. Cái danh từ tha thú dùng rất nhiều nghĩa, nhưng ở đây trong cái chữ tha thú, tha thú, bốn nguyên tố là chỉ cho bốn cái nguyên chất hay là nguyên tố vật chất. Bốn nguyên tố đó là đất, nguyên tố đất hay là địa giới, bát tha nguyên, tha tú, nguyên tố nước hay là thủy giới, gọi là apo tha tú, nguyên tố lửa hay hỏa giới, gọi là tejo tha tú, nguyên tố gió hay phong giới, gọi là vayo tha tú. Bốn cái nguyên tố đất nước lửa gió này cũng gọi là bốn đại hiển, gọi tóm tắt là bốn đại hay tứ đại, gọi Tết Túc Maha Phù Tát. Bốn đại này gồm có nội phần và ngoại phần. Ngoại phần đất nước lửa gió ở bên ngoài, cái gì thuộc về đất đá, cây cỏ, cái đó là nguyên tố đất. Cái gì nó thuộc về sông rạch ao hồ, nước đó chúng ta gọi là nguyên tố nước. Lửa là những gì đốt cháy gây nên cái sự hỏa hoạn, hoặc là người ta dùng lửa để người ta thắp đèn cho sáng, hoặc là người ta đun củi để mà người ta nấu cơm chẳng hạn. Còn nguyên tố gió, gió bên ngoài, tức là gió thổi lung lay lá cành, hay là những cái cơn bão táp làm cho cây cối nghi ngã, nhà cửa sập đổ. Cái này gọi là đất nước lửa gió bên ngoài. Ngài Tôn giả Sariputta, Ngài có thuyết một bài pháp mà nói về cái sự vô thường của đất, của nước, của lửa, của gió bên ngoài. Cái chuyện đó chúng ta để có dịp để chúng ta học. Còn bây giờ thì chúng ta nói đến bốn cái nguyên tố đất nước lửa gió bên trong, hay gọi là nội phần. Thì đối với thân này, nó gồm có năm quận,
mà đất nước lửa gió nó thuộc về sắc quẩn, căn bản cho sắc quẩn. Thì bây giờ khi mà một vị hành giả tu tập quán xét để phân biệt cái thân sắc quẩn này, nói rằng là cái thân tứ đại, thì trong đó địa đại là cái gì, cái nguyên tố đất là cái gì, nước là cái gì ở trong thân này, trong thân là cái gì gọi là lửa, cái gì gọi là gió. Thì cái đề tài phân biệt bốn nguyên tố được trình bày hai cách, tức là cách tổng quát và cách chi tiết. Được thuyết tổng quát như ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ Kinh 2, và thuyết chi tiết như trong ba bài kinh, một là Tượng Tích Dụ, hai là Kinh Giáo Giới Rồ La, ba là Kinh Giới Phân Biệt, cũng trong bộ kinh. Cái này trong bộ kinh, còn trong kinh thứ một. Thì ở trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật là thuyết tóm lược đề mục quán tứ đại cho một hành giả lợi tuệ tích khắp bên nhá như sau. Này các tỳ kheo, cũng ví như người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của người đồ tể, sau khi giết một con bò, nó ngồi tại ngã tư đường xẻ thịt thành từng miếng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo quá sát thân này, trú thế nào, sinh hoạt thế nào cũng chỉ là nguyên tố thôi. Trong thân này có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, tức là đất nước tự do. Thì ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ là Đức Phật ngài thuyết một cách tổng quát như vậy. Tức là vị hành giả tu tập thiền quán thì chỉ nhìn cái thân này thấy chỉ là đất nước lửa gió giả hợp mà thôi. Còn trong kinh Tượng Tích Dụ, và hà hát thí và đủ có mắt xuất tác kinh giáo giới rầu la rau lô qua đá xuất tác và kinh giới phân biệt tha túi phần giá xuất tác, Đức Phật và tôn giả Xá Lợi Phất đã thuyết chi tiết đề mục quán tứ đại dành cho một người tuệ không bén nhạy như sau. Ở đây thưa quý vị, khi mà Đức Phật giải thuyết đoạn kinh Thân Quán Niệm Xứ phân biệt tứ đại, là ngài thuyết cho cái người ở trong thanh tịnh đạo, ngài Bố Tát Cô Sát ngài nói đó là Đức Phật giải thuyết cho cái bậc lợi tuệ, hành giả lợi tuệ tích khinh ri giác, tức là các cái căn bé nhạy, tính tấn điềm định tuệ bé nhạy. Thì Đức Phật là thuyết tóm tắt, người ta nghe người ta hiểu rồi. Rồi qua ba cái bài kinh Tượng Tích Dụ hay Giáo Giới Rà Hồ La hoặc là Kinh Giới Phân Biệt với phân tích,
Thì ở đây Đức Phật và tôn giả Sariputta là thứ chi tiết để cho một vị hành giả mà cái trí tuệ chậm chạp, họ có thể nương theo đó mà họ tu tập, họ quan sát. Này các tỳ kheo, thế nào là nội địa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng thô phù bị chấp thủ, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, quệt cách mô, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, bao tử, phận, ốc, và bất cứ thứ gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ, như vậy gọi là nội địa giới. Tức là chúng ta quán 20 cái thị trường thuộc về đất, thuộc về chất đất. Và này các tỳ kheo, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng bị chấp thủ, như là mật đàm, mũ máu, nước mắt, mồ hôi, mỡ, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu, và bất cứ thứ gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng bị chấp thủ, như vậy được gọi là nội thủy giới. Thì ở đây tức là suy xét về 12 cái thể lỏng ở trong trong thân, cái đó nó thuộc về nguyện nguyên, nguyên tố nước. Và này các tỳ kheo, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng bị chấp thủ, như cái gì khiến cho thân ấm, khiến cho hủy hoại, khiến cho đốt cháy, khiến cho tiêu hóa thức ăn, thức uống, hay chất đốt nào khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng bị chấp thủ, như vậy gọi là nội hỏa giới. Ở trong thân chúng ta phải hiểu cái nguyên chất, cái nguyên tố làm cho thân nó luôn luôn nó được ấm, có cái thân nhiệt, cái đó gọi là lửa. Các cái tế bào da nó bị đốt, đốt cháy là lửa đó. Cái hơi nóng ở trong thân nó nung nấu làm cho hủy hoại các sắc pháp, sinh ra cái hiện tượng già, da khô nhăn, hay là tóc bạc vân vân, cái đó thuộc về lửa. Cái chất nóng mà nó làm cho tiêu hóa thức ăn, nó hâm nóng tiêu hóa thức ăn trong bao tử, thì cái đó cũng là chất lửa. Chúng ta cần phải quan sát này. Và này các tỳ kheo, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động bị chấp thủ, như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, gió quạt các chi thể, hơi thở vô ra, hoặc bất cứ chất khí nào khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động bị chấp thủ, như vậy được gọi là nội phục giới.
Qua đây chúng tôi đọc lại những cái đoạn kinh văn mà Đức Phật đã thuyết tổng quát hoặc là chi tiết về cách tu tập, phân tích tứ đại. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Cái phần này chúng tôi giản lược lại ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Pháp tu tập niệm này có hai cách. Một là đối với hành giả là người có tuệ lanh lợi. Và một đối với hành giả là người có tuệ chậm chạp. Đó là hai vị hành giả mà khi nãy chúng tôi có trình bày. Cách tu tập của người lợi tuệ, tức là người mà có trí tuệ nhanh nhẹn, vẽ sau khi đi đến chỗ độc cư ngồi xuống và tác ý đến thân xác vật chất của mình, rồi phân biệt như sau: trong thân này cái gì thuộc chất thô cứng là địa đại, cái gì thuộc chất lỏng ướt là thủy đại, cái gì thuộc tánh chuyển động là phong đại, cái gì thuộc chất đốt nóng là hỏa đại. Thân này chỉ là đất nước lửa gió bốn đại hợp thành thôi, không phải là một chúng sanh. Giả các ý đến bốn đại như lặp đi lặp lại thì các truyền cái được chí ngự thiện chi định. Phải tác ý đến khí cảnh nên không đến an chí định. Đó là cái tu tập của người lợi tuệ. Tập của người sau khi đi đến chỗ độc cư ngồi xuống, tác ý đến thân xác này và phân biệt bốn đại trong thân với các chi tiết như sau: trong thân này có 20 thể đất là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoạch, cách, mô, lá, lách, phổi, ruột già, ruột non, bao tử, phận, ốc. Đó là địa đại trong thân. Địa đại này là vô tri giác, Achetano, là vô kiến, Abhyakato, là rỗng không, Sunyo, là phi chúng sanh, Nisato, tính kiên cứng, thách đạo hồ. Đó là cái cách mà chúng ta tu tập chi tiết. Một vị hành giả mà trí tuệ chậm thì chúng ta quan sát như vậy. Lại nữa, thân này có 12 thể nước là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu. Đó là thủy đại trong thân. Thủy đại này là vô tri giác, là vô ký, là rỗng không, là phi chúng sanh, là tính lỏng, ước dính. Đó là chúng ta tu tập chi tiết, phân biệt về về chất nước ở trong thân. Lại nữa, trong thân này có bốn thể lửa là chất đốt, sanh thân nhiệt. Chất đốt làm biến đổi già, chất đốt làm cho nóng sốt,
Chất đốt làm cho tiêu hóa thức ăn, đó là hỏa đại trong thân. Hỏa đại này là vô tri giác, là vô ký, là rỗng không, là phi chúng sanh, có cái tính đun nấu. Lại nữa, trong thân này có sáu thể gió, là gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, gió quạt các chi thể, hơi thở ra vô. Đó là phong đại trong thân. Phong đại này là vô tri giác, là vô ký, là rỗng không, là phi chúng sanh, là tính lan tỏa. Ở đây đó, khi mà chúng ta tu tập cái đề mục phân tích tứ đại, phân tích bốn nguyên tố, thì chúng ta phải chú ý phân biệt bốn đại theo chi tiết, 42 thể, 10 là 20 thể đất, 12 thể nước, 4 thể lửa và 6 thể gió. Bốn đại trở nên rõ rệt đối với hành giả. Vị ấy tác ý phân biệt như vậy, lặp đi lặp lại, thì tâm phóng lặng các triền cái và đạt đến cận hành định. Thì ở đây thưa quý vị, như ở đã trình bày đó, thì khi mà chúng ta tu tập phân biệt bốn đại, thì đối với người có cái tuệ căn bé nhạy, thì người đó suy xét một cách tổng quát về đất, về nước, về lửa, gió trong thân này. Nhưng với người tuệ căn chậm chạp á, thì khi mà suy niệm về đất, thì người đó phải nghĩ đến 20 thể đất, 20 thể trường thuộc về đất, rồi phân biệt về nước thì phải ghi nhận 12 cái thể trường thuộc về nước như là mật đàm, mũ máu, vô vân ở trong thân. Rồi ghi nhận 4 thể gió và ghi nhận 4 thể lửa và 6 thể gió. Cái cách tu tập tôi đây đó, vì thì theo chuyên tâm đề mục phân biệt bốn đại, thì vị ấy có ý thức được sự rỗng không của thân xác, bỏ cái tưởng về chúng sanh, cái tưởng về thú dữ, thuộc ma quỷ. Ở đây có nghĩa là khi một người thường suy xét bốn đại trong thân này là đất, nước, lửa, gió, thì người này không có sợ ma, không có sợ quỷ. Không có sợ thú dữ, là bởi vì tất cả những cái chúng sanh đó, thân của họ cũng đều là đất nước lửa gió mà thôi. Thì vì ấy giúp phục được sự sợ hãi, sự kinh hoàng, do đã bỏ được cái tưởng chúng sanh, cái tưởng mà chấp rằng đây là chúng sanh, vẻ không còn vui mừng hay là tiêu nhiễu ưa thích
và chán ghét trước những chuyện dễ chịu hay khó chịu. Vì ấy như người có trí tuệ lớn, và dù ngay trong hiện tại chưa đạt được niết bàn bất tử thì ít ra cũng hướng đến một cái thiện thú ở tương lai. Bây giờ chúng ta có thực tập thì chúng ta mới biết được. Đối với đề mục phân biệt bốn nguyên tố này, chúng ta khỏi phải tìm ở đâu xa. Chính ngay cái thân này là chúng ta đã tìm thấy cái gì thuộc về đất, về nước, về lửa, về gió rồi. Hãy thực hành, chúng ta sẽ thấy cái trí tuệ của mình đã tiến bộ nhanh chóng. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã học xong 10 cái đề mục đưa đến cận định. Tức là tùy niệm Phật, tùy niệm Tăng, tùy niệm Trí, tùy niệm Thiên, tùy chết, tùy niệm Tình. Và tự nhận gốc đối với thực và bốn đại hay là bốn nguyên tố. Chúng ta học trước cái đề mục này đi. Khi mà này ta cũng đi trong lúc mà chúng ta có thể được cái thiền chỉ thì mà để đạt cái định, cái đó chúng ta phải chuyên sâu. Còn ở đây đối với những cái đề mục này thì chúng ta rảnh 5 phút, 3 phút gì cũng được. Chúng ta ngồi, chúng ta suy xét cũng được. 5, 10 phút gì cũng tốt, chứ không nhất thiết là phải theo một cái quy tắc nhất định như là một người học thiền. Tuần sau chúng ta sẽ trở lại học 30 đề mục như vậy là chúng ta đã xong hết rồi chứ. Chúng ta đã xong hết 40 đề mục. Tuần sau chúng ta sẽ học tiếp, nói về
thần thông thắng trí ở Avinya, do cái khả năng tu tập thiền định. Ở đây trong thanh tịnh đạo, ngài Bố Thí Khô Sáng ngài giảng giải chi tiết, rất chi tiết về thần thông thân trí do thiền định đem lại. Nhưng mà dù chúng ta tu tập thiền định mà không đạt được cái thần thông thông trí thì ít ra chính do công phu tu tập định tâm nhất thời như vậy, chúng ta cũng làm duyên để đưa đến một cái cảnh giới an lạc như cõi người cõi trời vân vân. Cái đó là chúng ta nhớ vậy, chứ còn bài học thì có thì chúng ta phải học vậy thôi, chứ chúng ta đừng có mơ ước. Chúng tôi bắt đầu cái ngọn đèn nó muốn sắp hết dầu rồi, bắt đầu nó hơi kiệt sức thưa quý vị. Chắc có lẽ là chúng tôi phải nghỉ ngơi trong 15 phút chúng tôi mới dẫn nhập được ở trong trung lớp Phật pháp. Thôi thì bây giờ chúng ta nghỉ ở đây. Hôm nay chúng ta chỉ học một đề mục sau cùng thôi. Vậy là chúng ta cũng đã hoàn tất 40 đề mục thiền định. Bây giờ thì xin mời, xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Thị chúc phước phước báo cho Rung Nam Mô Thái Giả. Dạ, Thượng Tọa Minh Hạnh không có. Dạ, chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính chúc phúc cho Rung cho được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Phong hồn tu sắp đo măng gà lăng gà cân tu sắp gà đê vá ta sắp phà vua ta nụ phà huế nà sà đà sô thê phà hoan tu thê. Bhavatu sabba mangalam gacchantu sabba devata sabba dhamma nupavena sada sotti pavantu te. Bhavatu sabba mangalam gacchantu sabba devata sabba sangha nupavena sada sotti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lần hai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo được cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng.
Yadevata santi vihara vasini Thupe gare bodhi gare tà hình tà tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na qua ca cha bi ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca